Chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người lại quay trở lại với nội dung mới trên kênh Khói Miền Núi của mình. Thế thì hôm nay mình lại tiếp tục đi vào rừng khám phá một chút đây mọi người. Mình thì rất thích đi khám phá nên là được một dịp một anh bạn mời mình vào nhà chơi thì mình cũng tiện là mình cũng đi luôn, quay cho mọi người xem và mình cũng thích đi trải nghiệm mọi người ạ. Thế thì nhà người bạn mình thì cũng cách mặt đường chính khá là xa. Thì từ ngoài đường chính vào đến trong nhà của các bạn mình thì cũng rơi vào tầm 3 cây số mọi người ạ. Thì hiện tại là đang buổi sáng mọi người nhé, đang buổi sáng thì mình đã đi được một nửa đường rồi, thì giờ mình lại tiếp tục đi theo tiếp đây, mọi người cùng theo chân mình để xem là có cái gì thì hay và thú vị không nhé mọi người nhé. Đây mọi người có thể thấy mình đang dừng ở tại một đoạn khá là đẹp này. Ở đây ruộng kiểu như ruộng bậc thang luôn ấy, khá đẹp, trong khe mà, trong khe trong rừng mà. Đấy, trong này thì ruộng các thứ là người ta họ chuẩn bị bừa hết rồi đấy mọi người, cày hết rồi. Hình như là cày và bừa qua rồi thì đợi khi nào chuẩn bị cấy thì bừa thêm một lượt. Này cũng có một cái nhà này, nhà có cả xe máy, có người ở đấy đó. Chắc là vào ở đây bừa. Đây mọi người, sau một hồi mình đi thì cũng đã đến nhà của người bạn mình rồi mọi người. Đấy, nhà người bạn mình đang tít kìa. Thì lát mình phải đi theo cái đường ven đồi kìa mọi người thấy. Đấy. Này tiện thể mình quay đoạn này cho mọi người xem. Ở đây có một cái ao này. Ngô đây thì không biết là ngô nếp hay ngô gì. Đây có một cái đồi mớ này, cây to nha mọi người. Hai cái cây này mà bán khối tiền mọi người. Đây này, ngoài này cũng có một cây này. Đấy, to chưa? Rừng này chắc là để lại 2-3 cây lâu năm lắm rồi đấy. Cây giá lắm rồi. Đấy, xung quanh rất là bình yên. Hiện tại mình đã đến nhà bạn mình rồi này. Mình cũng chưa được vào lần nào nên là đấy, vào thì cũng thấy có ao này, ao nuôi gà các thứ. Hôm nay vào đây ngồi với nhau một lúc. Đấy thì làm nhà vào trong này thì cũng khá là rất là hay mọi người ạ, rất là bình yên, không có xe cộ gì đi lại cả. Ui đèn này caro này, lát mình sẽ cô caro mọi người ạ. Thì đường khá là dài, khá là xa, khá là vất vả. Rồi ao này, đây này, cá này, nhiều cá phết để đùa đâu, cá chấm, đa phần là cá chấm là nhiều. Ui, nhiều gà phết, đây toàn gà con đây. Xung quanh rồng rất nhiều cái rau thơm luôn. Đây dùng cả ớt, nói chung là đây dùng các loại mọi người ạ. Đây này, toàn rau thơm thôi, cái này thì ghém với rau, ghém với đồ nhậu tuyệt vời luôn. Một đàn vịt này, vịt còn bé quá nhỉ, lớn một chút thì gạ ông thịt con. Nhiều phết đấy. Được lắm. Đây ông bạn ấy mình bảo là vào mùa sau đây vào rồi mọi người ạ, vào theo sau mình rồi. Đấy giờ chắc là mình vác cần đi câu lấy vài con cá rô để về làm món gì đó mọi người ạ. Hôm nay ông bạn bảo là đào run đừng có đào cả 3 kích. Lên nhá thì không biết 3 kích, ở đây cây 3 kích đây. Đây này, nhà ông dùng 3 kích đây. Không biết, mình cũng chả biết đây là 3 kích đỏ hay 3 kích trắng gì kia. Dùng 3 kích đây. Cây này như là cây mận sao, mận là cây đào gì đó. Như đây là cây mận đây. Wow, đàn vịt này to đấy nhỉ. Nãy mình thấy đàn ở nhà kia bé mà đàn này to phết rồi này. Này to thật.
nhiều phết chứ, một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi, năm đôi, sáu đôi, bảy đôi, tám đôi, chín đôi, 10 đôi, 10 đôi là 20 con rồi. Đấy, đàn vịt 20 con đấy mọi người. Có một quả ao này bơi cả ngày, chúng tăng cả ngày, thích chưa? Trời khá là nắng rồi, hơn gần 10 giờ rồi. Câu run vào cái chấm mới giỏi. Đây cho cái cám gạo này xuống thì cá rô nó vào. Có cái ao này thích phết. Câu thích thật. Bên này ông này đang câu thịt mà người đang câu thịt thì câu cá chê này. Ao này rất tạp cá luôn, nhiều loại cá luôn, cá chê, cá chim, cá chấm, cá các kiểu, nói chung là hầu như loại nào cũng có. Có phải đau đâu mà cái con này nó ăn cả thịt luôn đấy. Đừng có cho cái tay vào kia được. Cái loại tầm 3-4 cân thì ôi trời ơi. Chúng mình ra sang bên kia nhỏ. Có cái bình dưới. Ngoài cho tuột tâm lấy 3 cân là để chết trang. Để chết trang lúc. Tôi vừa lấy rồi được 3 con. Mà lô này nó màu kiểu gì, nó màu vàng vàng gì nhỉ? Lô nhiều loại lắm. Nhiều loại. Ở đây nó thấy vàng vàng xanh xanh nhỉ? Vàng vàng xanh lá cái gì nhỉ? Cái nó lá kiểu thế. Cái loại nó lại vằn đen thôi nhá. Nó lai nhau rồi. Cái lô thì không phải chân thả gì. Cứ thế là khác lớn. Khác lớn rồi. Cái khu lên. Lại con đấy. Cái loại trôi này máu khó ăn nhỉ. Trời ơi, trời Ấn Độ. Nên mà bây giờ mình thích quăng chài nha, chứ còn câu lâu lắm. Mình nghĩ lâu lắm không quăng chài rồi. Hồi còn học cấp 3 thì hay ra suối quăng chài, nhưng giờ lâu lắm rồi. Không được quăng rồi. Không biết là còn ra hay không. Mình thì quăng cái trái thôi nhé. Mọi người thường quăng cái phải, nhưng mình quăng cái trái thôi. Mình thuận được trái. Đoạn này khó quăng lắm đó. Nó bị cầm vào nhỉ? Mình cầm vào nó bị thế, mình ra tròn lắm rồi không? Cầm vào nó bị này. Không có dây nào à? Chết rồi, cái này sao, sao lấy nhỉ? Sâu đấy cả. Đoạn này sâu mà. Xong rồi. Có cá ở trong rồi đấy. Có cá ở trong rồi đấy. Cầm nó cái cần này này. Cái này vẫn được mà, không cần phải đợi nó nổi đâu mà, mình cứ quăng mờ được mà. Vẫn được mà, được bé. Vẫn được mà. À đây cá này. Cá này lạ này, nhưng mà đây cá này đi xuôi, mọi người làm sao biết cá gì. Đây này. Đây mọi người biết cá này không? Ở đây chỉ có miền núi mới có thôi mọi người ạ. Cơm mà đấy, được cái loại bé này mới ngon đây. Cá cơm thì nói kinh, có phải cá cơm đâu chứ không. Đây quăng cái này sâu hết. Thôi hơi bị sâu đấy. Sâu kiểu sâu gốc mưa này. Đẹp quá, không quăng được đẹp này. Vào con to này. Tiếp à?
chắc ngon rồi. Mà cái dây đâu? Hử? Mang cái dây về tao quăng xa cho mày xem này. Nghe thành quả đây. Quăng chài một lúc được bằng này. Không được cắt to đâu bởi vì cái đoạn này sâu quá. Đoạn này sâu quá nên là cái chài này nó nhẹ nên nó không xuống được kịp. Cá to nó khôn nó đoạn đi mặt bên dưới nó chạy nhanh lắm. Nhà thôi ăn cá đô cũng được rồi. Bây giờ thì cũng muộn rồi đấy. Là bao nhiêu giờ rồi? Hiện tại là 10 giờ rồi mọi người. 10 giờ rồi. Giờ thì nấu lên ăn thôi mọi người. Nhiều gà mái phết mọi người. Ngoài kia còn mấy con nữa. Cái gà trống gì. Nói chung là đấy, điều kiện thì thịt cá các thứ đầy đủ hết, không thiếu cái gì cả. Nói chung là nhìn thế thôi chứ còn chả thiếu một thứ gì cả. Đang đậu đậu lướt ván thì chỉ lướt qua một chút thôi vào. Hai bìa bằng đấy à? Một bìa. Hả? Một bìa. Thế là một bìa thôi vào. Một bìa thôi. Ừ. Đây hai bìa đậu mình ạ. Cá thì chỉ chiên lên. Chiên khô lên. Rồi là đi vặt lấy ít rau kim giới với cả rau tía tô kia. Xong là ít rau thơm nữa. Để ghém. Đây mọi người, mình mới phát hiện ra ông Tiệp, ông vừa phát hiện nên là bảo mình. Đây hôm nay mình có quay chỗ mấy con gà kìa, mấy con vịt kìa. Đàn vịt mà ở ao ấy, đàn vịt lớn, đàn vịt to kìa. Đây, thành quả đây để trứng đây này, nhiều chưa. Cái này nếu mà tính ra thì ở trong này thì rau dưa này mà kiếm thì kiếm rau khác thôi, chứ còn trứng chắc ăn ngấy luôn ấy. Quá nhiều trứng luôn. Đây này, toàn gà, trứng gà ta, với gà vịt này là. Cái này là vịt hay ngan nhỉ? Vịt chứ nhỉ? Cho cái trứng vịt to thế. Vịt mà. Đây này, quả trứng vịt cho mà to đấy. Toàn như nhau hết. Rồi to nhỉ. Cái này ông nào ăn thì tôm thích hợp với trứng thì thôi rồi. Thật. Nhiều chưa? Mọi người thấy nhiều chưa? Đấy. Trứng ăn không hết luôn đấy. Đây này, mình hôm nay mình có chuẩn bị lòng lợn này. Xong rồi thì cá này hôm nay có món lòng lợn này, món cá này. Cá đây, cá hóa nó mổ xong rồi mọi người. Xong rồi đậu đang lướt ván kia rồi. Rồi thì đấy ba món thôi. Cái lòng này mình sẽ xào với dưa chua nha mọi người nhé. Bây giờ ông bạn mình chăn vịt chăn gà này. Nhiều chưa? Giờ buổi trưa nó tập trung về ngoài trời nắng quá này nè. Lấy thóc ra chăn này. Nhiều chưa? Vịt nhỏ vịt to có đủ hết này. Đấy. Bây giờ được ăn cơm rồi đấy mọi người. Làm vài chén rượu. Trong này không có điện đấy nhưng mà vẫn có điện này, điện gì mà máy gì nhỉ? Điện ác quy mà. À điện ác quy đâu phải không? Điện ác quy, cái này của máy mini. Cái này của máy mini à? Nó có chạy được mạnh ấy kêu. Chạy mạnh hơn chứ phải không? Không mạnh như kêu. Nó cái kiểu nó xoay lúc xoay nhanh lúc xoay chậm phải không? Nó còn do theo cái dòng điện nữa nhỉ? Theo dòng nước. Nước mà mạnh mà. Đấy, hôm nay cũng chả có món gì mấy đâu. Cái này là cái hình xào lòng lợn xào với măng chua nha mọi người nhá. Măng rang. Ghê măng rang nhỉ. Măng chua làm bằng măng rang, từ măng rang. Cái này là xào với rau dưa này. Đậu này. Rồi cá rô này mình quăng chài này. Xong rồi có cả trứng nữa. Trứng rất nhiều. Cá rất chảo. Cái rau thơm này cái gì nhiều đấy? Đinh lăng này. Lăng tươi nhỉ. Kim giới với tí tô nữa. Thế thôi. Đây quả ông anh của Hóa nữa. Đang cất chả vừa quăng. Ngồi trên này mát hơn ở dưới. Dưới mát hơn. Trên này kìa có gió. Trên này cái quả đệm này dày phết nhỉ. Điểm lò xo cơ mà. Bùng ba bùng bệnh. Không ngoài kia vào. Không vào đâu, không biết vào. Đi. Này, làm trên đi. Vào lơ. Bây giờ dùng thôi. Này, làm chén đi, làm. Này, này anh em nhé. Ghém với con cá.
Cá lươn bán này. Cá này chắc chưa giòn lắm đâu. Được rồi. Được chưa? Thử làm bốc bốc tay làm miếng đậu này. Không có ớt, hôm nay quên mua ớt. Nãy đấy nghe đâu. Thì em đinh lăng ăn bùi ấy. Đinh lăng với cá thì ngon rồi. Nãy giờ cái gì lại quên này. Tinh dưới này nhiều thật. Cái loại này mà nó lên thì lên nhiều lắm. Nó mọc nhiều mà. Như cái này. Trồng một hai cây cũng mà lên này. Đầu giờ chiều thì mình cũng về thôi mọi người ạ, cũng muộn rồi mình cũng về thôi. Thì mọi người thấy video mình hay thì mọi người nhớ cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Rồi thì chào tất cả mọi người, hẹn mọi người ở những video tiếp theo nhé.